Begin quick grammar 2. Part 1, listen and repeat. Listening 89. Listen and repeat. Do you have any newspapers? We don't have any newspapers. But we have some magazines. Okay, class, well done. Now you listen and repeat after me, please. Do you have any newspapers? Do you have any newspapers? We don't have any newspapers. We don't have any newspapers. But we have some magazines. But we have some magazines. Good job, class. Now we have note. Use any for questions and negative sentences. Use some for positive sentences. Okay, now. Last, I have a sentence. Use any for questions and negative sentences. Now, I will give you example. Question. Do you have any shop? Do you have any shop? And negative sentence. Now last. We don't have any shop. We don't have any shop. Okay, ở đây thì các bạn nhìn thấy cô có use any for questions and negative sentences. Sử dụng any cho câu hỏi và câu phủ định. Và ở đây cô có hai câu. Thứ nhất đó là câu hỏi question. Và thứ hai đó là câu phủ định negative. Ở đây câu hỏi thì cô có câu do you have any stuff? Do you have any stuff? Okay, good. Đối với câu phủ định cô có câu we don't have any stuff. We don't have any stuff. Okay, good job. Now class. I have sentence. Use some for positive sentences. Positive. Now I have example. But we have some samples. And next. They have some newspapers. Okay, ở đây chúng ta có use some for positive sentence. Sử dụng some cho câu khẳng định. Ở đây chúng ta có hai câu khẳng định. Now last, you have 3 minutes to relax with this song. Do you have any toothpaste? Now listen, class. Listening 90. Listen and sing. Do you have any toothpaste? Do you have any toothpaste? Any toothpaste? Any toothpaste? Do you have any toothpaste? My toothpaste's not here. Yes, I have some toothpaste. Some toothpaste. Some toothpaste. Yes, I have some toothpaste. Here you are, dear. Do you have any shampoo? Any shampoo? Any shampoo? Do you have any shampoo? My shampoo's not here. Yes, I have some shampoo. Some shampoo. Some shampoo. Yes, I have some shampoo. Here you are, dear.
come to skill times. Okay, now let's listen and break. And read. Dear Lung, how are you? We had a really unusual start to our vacation. My family and I were on a bus to Vung Tau. It was a long journey, but it was comfortable and we were happy. Suddenly, we heard a bang. The bus stopped and the driver couldn't start it again. I was disappointed and bored, so my mom and dad said we could walk to the nearest town and meet the bus there when it started again. It was night, and we could see lights in the town on the road. It looked like a festival. The other people on the bus walked with us. When we got to the town, there was a band playing, and people were dancing on a stage. There were lots of beautiful lights decorating the street. All the people in the town said hello when they saw all of us. We had some really fresh fruit, and they gave us some drinks. I talked to a boy who was 10 years old, like me. He was really friendly. We all listened to the band together. Then the bus came into the town. The driver also ate some food before we started our travel again to Vung Tau. We had a fantastic evening, and it was a great start to our vacation. Write soon to tell me about your vacation. Love, Zing. Bây giờ thì cô và các bạn cùng nhau tìm hiểu xem cái lá thư này nó nói như thế nào nha. Now class, come back with the letter. Dear Long, Long thân mến, how are you? Bạn có khỏe không? We had a really unusual start to our vacation. Chúng tớ đã bắt đầu một kỳ nghỉ thực sự rất là bất thường. My family and I were on a boat to Vũng Tàu. Gia đình tớ và tớ đã cùng nhau đi xe buýt để đến với Vũng Tàu. It was a long journey, but it was comfortable and we were happy. Đó là một hành trình dài nhưng nó rất thoải mái và gia đình tớ cảm thấy rất là hạnh phúc. Suddenly, we heard a bang. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ. The bus stopped and the driver couldn't start it again. Xe buýt dừng lại và tài xế thì không thể nào mà nổ máy lại được nữa. I was disappointed and bored. So my mom and dad said we could walk to the nearest town and meet the bus there when it started again. Tôi thì hơi thất vọng và buồn chán. Vì thế mẹ và bố của tôi đã nói chúng ta là có thể đi bộ đến cái thị trấn gần đó và chúng ta sẽ bắt xe buýt khi nó khởi động lại được. It was night and we could see lights in the town on the road. Trời thì đã tối và chúng tôi phải soi đèn đến trên đường đến thị trấn. It looked like a festival. Trông giống như là có một cái lễ hội vậy. The other people on the bus walked with us. Những người khác trên xe buýt cũng đi cùng với chúng tôi. When we got to the town, there was a band playing and people were dancing on the stage. Khi mà chúng tôi đi vào thị trấn thì có một ban nhạc đang chơi và mọi người đang nhảy ở trên sân khấu. There were lots of beautiful lights decorating the streets. Có nhiều ánh đèn được trang trí trên đường rất là đẹp. All the people in the town said hello
when they show on a boat. Tất cả mọi người trong thị trấn thì đều nói xin chào khi mà họ nhìn thấy chúng tôi. We have some really fresh fruit and they gave us some drinks. Chúng tôi có một ít hoa quả sạch và họ đưa chúng tôi một ít nước nữa. I talked to a boy who was 10 years old, like me. Tớ thì tớ đã một nói chuyện với một cậu bé khoảng 10 tuổi, giống như mình vậy, giống như tớ vậy. He was really friendly. Anh ấy thì cũng rất là thân thiện. We all listened to the band together. Tất cả chúng tớ đều nghe nhạc cùng với nhau. Then the bus came into the town. Sau đó thì xe buýt cũng đến với, tới thị trấn. The driver also ate some food before we start our travel again to Vũng Tàu. Tài xế thì cũng ăn một ít thức ăn trước khi mà chúng tớ bắt đầu lại cuộc hành trình tới với Vũng Tàu. We had a fantastic evening and it was a great start to our vacation. Chúng tớ đã có một cái buổi tối lãng mạn và nó thật là tuyệt để bắt đầu kỳ nghỉ của chúng tớ. Write soon to tell me about your vacation. Hãy viết lại cho tớ sớm kể cho tớ nghe về kỳ nghỉ của cậu nhé. Love, thân ái, Giang. Sau khi chúng ta nghe cô tìm hiểu về cái bài này thì các bạn có thể luyện đọc cái bài này ở nhà nhiều hơn nhé. Class, in this letter, we have some difficult words. Okay, now we have unusual. Unusual, bất thường. Journey, 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 hành trình. Disappointed, 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 thất vọng. Fresh, 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 tươi sạch. Friendly, 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 thân thiện. Okay, now I have a exercise for you. Write T, tooth, or F, phones. It is four sentence. Sentence 1, the journey was quite short. Sentence 2, the family walked to a station. 3, the birds were fixed that night. Number 4, Zhang enjoyed the start of his vacation. Okay, now we have 3 minutes to do the exercise. Let's check the answers. Okay, we have 1. The journey was quite short. F. 2. The family walked to a station. F. 3. The birds were fixed that night. T. 4. Zhang enjoyed the start of his vacation. T. Okay, now class. We need to read and write it more at home. We come to review. It part 1. Listen, write in Nhân. L, length of P, font. Number 2, listen again and circle. Ở cái bài tập số 1 và bài tập số 2 ở đây thì người ta kêu các bạn sẽ làm như thế nào đây? Hãy nghe và viết chữ N là chữ viết tắt của chữ Nhân, chữ L là chữ viết tắt của chữ Lang và chữ P và viết tắt của chữ Phong vào những cái bức tranh tương ứng với các hoạt động mà các bạn nó đã làm. Ở cái phần số 2, đó là các bạn sẽ nghe cũng một cái đoạn bài nghe đó và các bạn sẽ làm cho cô đó là gì? Các bạn quan sát cho cô những câu hỏi sau và các bạn sẽ tìm xem cái đáp án nào nó thích hợp, các bạn sẽ khoanh tròn lại phù hợp với lại cái bạn đó đã làm gì ha. Ở đây cô có 3 đáp án thì các bạn chỉ được khoanh một đáp án thôi.
Rồi, bây giờ các bạn đã làm bài được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nghe và làm bài nhé. Now let's check the answer. Listening 95. Listen. Now class, let's check the answer. Okay, C, L, A, P. Okay, now part 2, listen and circle. Now we have part 1. How did Nhân get to the beach? Nhân gets by car. 2. How long were his journey? His journey was 5 hours. How many cousins does Lang have? Lang had 8 cousins. What were Fong's favorite animals? Fong likes lions. It's time for my shocker. Now the instructions. There are 6 questions. You have 5 minutes to answer all of them. Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, or D. You get 10 points for each correct answer. Check your score and completion time at the end of the test. Let's start. The first one, cold or not, dark are you to buy things? And the answer is, yeah, money. Wow, you kick the gold. Right, now, neck. A person who travel on a plane, train, or bus. Now, you're thinking, and you choose departures? No, it's wrong. Arrival? It's wrong. And departures? Right, yeah. Now, next. The place at an airport where people arrive when they get off a plane. I think it's arrivals. Yeah, it's right. Now, the next question. The option of leaving, especially to start a journey. I think it's passenger. Oh no, it's wrong. I think departures. Yeah, it's right. I have score. The case, bus, that you carry when you are traveling. I think it's luggage. Yeah, I write. The last question. A little book with your name, photo, and information about where you are from. I think it's newspaper. Wow, it's wrong. I think passport. Yeah, I win. Now last, before we finish this lesson, I hope you learn by heart the grammar. Practice lesson 4 and sing a song and practice more and more at home. Okay, it's time for say goodbye. Thanks for watching. Goodbye.